Xin chào anh em, mình là Review và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và nếu anh em đã theo dõi trên kênh thì anh em đã biết là mình đã đánh giá chiếc IdeaPad Gaming 3 bản Intel rồi. Nhưng mà để chờ lòng anh em thì mình đã mang lại anh em ở đây là chiếc IdeaPad Gaming 3 nhưng mà phiên bản AMD. Và phiên bản này có rất nhiều điểm thú vị và rất là đáng tiền trong tầm tiền chiếc máy này mang lại cho anh em game thủ. Vậy thì chiếc máy này có những điểm gì đặc biệt thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo những mẫu IdeaPad Gaming 3 này tại cửa hàng laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Ok, vậy thì điểm đầu tiên mà mình muốn nói đây để giúp cho anh em thấy được là đây cũng là điểm đáng tiền nhất trên chiếc máy này, chính là về cấu hình và giá thành. Chiếc máy này đang có sở hữu là CPU AMD Ryzen 5 4600H với 6 x 12 luồng, dung nhập tối đa là 4.0GHz. Cùng với đó là card đồ họa GTX 1650 4GB RAM, 8GB RAM và mức giá này rẻ hơn 1 triệu so với phiên bản Intel Core i5 cũng 1650 nhưng mà màn hình 60Hz thôi. Mà màn hình chiếc máy này lại còn có cả màn hình 120Hz nữa. Tính ra là chúng ta có cấu hình gọi là vừa mạnh hơn lại có màn hình xịn hơn nữa đúng không? Nhưng có một điểm đặc biệt đây là có CPU Ryzen 5 với 6 x 12 luồng. Cái điểm đặc biệt của CPU này là giúp cho anh em chơi game tốt hơn phiên bản Intel khá nhiều, đặc biệt là những game eSports ăn CPU nhiều. Thì đây chắc là một điểm lợi thế của những CPU Ryzen. Điểm thứ hai là mình có ngồi làm việc edit video 4K trên chiếc máy này thì mình thấy là nó cũng không quá khác biệt gì nhiều so với phiên bản Intel trước đây. Làm việc video preview 4K vẫn khá là mượt mà, sử dụng trên Adobe Premiere Pro, sử dụng những cái hiệu ứng hay là những cái màu sắc thì hoàn toàn sử dụng được. Nhưng có một vấn đề là phiên bản 8GB này mình cảm thấy nó hơi thiếu, nên anh em lắp thêm một thanh RAM 8GB nữa để tối ưu cho hiệu năng card đồ họa onboard trên chiếc máy này sẽ giúp cho anh em live playback trên Adobe Premiere Pro mượt mà hơn. Còn nếu anh em lăn tăn với hiệu năng của Ryzen 5 và Core i5 thì hoàn toàn là có thể tham khảo video mình đã làm trước đây so sánh giữa hai CPU này ở trên kênh hoặc là tham khảo dưới phần mô tả video nhé. Và đó là câu chuyện về hiệu năng và giá thành. Chúng ta có một chiếc máy có hiệu năng tương đương, thậm chí là tốt hơn, cùng với giá thành rẻ hơn 1 triệu là có thêm màn hình 120Hz nữa. Quá là tuyệt vời đúng không? Vậy thì cái điểm thứ hai mình muốn bàn cập ở đây, nó là vấn đề về tản nhiệt của máy. Cái tản nhiệt của máy nó không tốt hơn ở về bên ngoài. Chiếc máy này hoàn toàn có một thiết kế y hệt so với phiên bản Intel, vẫn là kiểu tản nhiệt cụm rồi thổi thẳng vào bản lề. Nhưng cái điểm đặc biệt đây là chúng ta có CPU AMD được sử dụng và sản xuất trên tiến trình là 7 nanomet. Vì thế trong quá trình mình chơi game thì mình thấy là CPU AMD chỉ sử dụng vào khoảng 20 đến 30 watt điện thôi. Cũng chính vì thế là nhiệt độ của CPU khi mà hoạt động rất là mát mẻ, chỉ vào khoảng 80 độ C ở mức tối đa. Và nếu so với phiên bản Intel trước đây thì CPU Intel lúc nào cũng đạt được ngưỡng khoảng 90 đến 100 độ C ở chế độ performance. Đây là một vấn đề rất là quan trọng. Vì CPU mát mẻ anh em sẽ không cần lăn tăn suy nghĩ gì về độ bền của máy trong một thời gian dài sử dụng nữa. Và đồng nghĩa việc là CPU mát thì card đồ họa trong máy cũng được mát theo, vì hệ thống tản nhiệt không phải hoạt động quá vất vả nữa. Card đồ họa của máy trong quá trình chơi game cũng chỉ vào khoảng 72 độ C thôi. Và đây cũng là một điểm rất ăn tiền của chiếc máy này, là vấn đề đã tản nhiệt bị quá nóng đã được giải quyết bằng việc là CPU chạy mát mẻ và mạnh hơn. Điểm thứ ba mình muốn đề cập đến anh em là vấn đề màn hình. Tất nhiên rồi, lúc ấy mình vừa đề cập là phiên bản này rẻ hơn 1 triệu nhưng lại có cả màn hình 120Hz nữa. Và điểm đáng tiền đây là phiên bản 120Hz này nó giống hệt so với bản là Lenovo Legion 5. Thế nên là phổ màu mình có cân con được thì mình thấy là màn hình này chơi game mượt mà các thứ đều ok rồi, 120Hz mà. Nhưng cái điểm đặc biệt là phổ màu màn hình này nó chỉ phù hợp anh em game thủ thôi. Phổ màu vào khoảng 64% sRGB, 48% Adobe RGB, độ sáng là khoảng 271 nit và delta E khoảng 1.4. Mình đã đo bằng SpiderX Elite thế nên là cái độ chính xác có thể gọi là khá là chuẩn đấy chứ. Và đó là về màn hình của máy. Có lẽ cái điểm ăn tiền nhất trên chiếc máy này mà mình ưng là về màn hình. Còn về giá thành thì có lẽ cũng rất là nhiều anh em ưng đúng không? Giá thành rẻ, hiệu năng cao. Và đó là ba cái điểm mình muốn nhấn mạnh nhất và là ba điểm mà mình nghĩ là đáng ăn tiền nhất của chiếc máy này. Đầu tiên, giá thành, hiệu năng tốt. Thứ hai, tản nhiệt thì mát mẻ do CPU đã hoạt động rất là mát rồi. Và điểm thứ ba là về màn hình. Khi màn hình 120Hz cho cái trải nghiệm chơi game tốt hơn rất nhiều so với màn hình 60Hz. Mình nói thế hơi quá nhưng mà thực sự anh em trải nghiệm thực tế mới biết được là màn hình này nó đáng giá trị đến bao nhiêu.
Ok, quay lại với những yếu tố khác của chiếc IdeaPad Gaming 3 thì chúng ta có một chiếc máy có thiết kế nó cách tân hơn so với cả L340 trước đây, góc cạnh hơn, nhìn nó gấu hơn một chút với những đường gân đằng sau mặt lưng. Ở bên trong chúng ta có viền màn hình mỏng khá là đẹp. Xung quanh máy thì nó vẫn làm hoàn toàn từ nhựa thôi, nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện nhựa này mình thấy nó khá cứng cáp hơn một chút so với cả những chiếc như là Acer Nitro 5 hay là chiếc HP Pavilion Gaming 15. Ở phía dưới thì chúng ta có một chiếc máy có bàn phím LED màu xanh lá, là màu xanh dương. Và cái trải nghiệm gõ thì nó y hệt với cả chiếc Lenovo Legend 5. Vì vậy nếu anh em mua chiếc máy Lenovo Legend 5 chỉ vì bàn phím thôi thì chiếc máy này cũng đáp ứng được cái nhu cầu đó. Touchpad của máy thì bề mặt nhựa, nó hơi rít một chút, nhưng nói chung là tracking và sử dụng thì nó cũng khá là ổn. Cổng kết nối thì cũng khá là đầy đủ, nhưng mà hơi tiếc là thiếu một cổng USB-A nữa thì chắc chắn là sẽ đầy đủ hơn. Khả năng nâng cấp của máy thì cũng rất là tiêu chuẩn, y hệt so với phiên bản Intel, đều có hai khe RAM, một khe M2, một khe 2.5, hoàn toàn đầy đủ. Và những cái yếu tố đó nó hoàn toàn giống hệt so với phiên bản Intel, tất cả chỉ khác về là chiếc máy này có CPU khác thôi, là CPU AMD, còn lại y hệt nhá. Và tổng kết lại, chiếc IdeaPad Gaming 3 phiên bản AMD này mình thấy nó rất xứng đáng với giá tiền các bạn bỏ ra vào khoảng 18 đến 19 triệu đồng. Lại còn màn hình 120Hz nữa thì đây là một trong những combo chơi game đang tốt nhất tại thời điểm hiện tại, và nó giải quyết được vấn đề là CPU quá nhiệt trên những phiên bản Intel, là CPU này hoạt động rất mát mẻ. Tổng kết lại, đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong video này: hiệu năng, giá tiền, màn hình và tản nhiệt là những cái ưu điểm mà chiếc máy này có thể mang lại cho anh em. Và anh em nghĩ sao về chiếc IdeaPad Gaming 3 phiên bản AMD này? Với mức giá hấp dẫn như vậy thì anh em có sẵn sàng bỏ tiền ra để sở hữu em nó không? Thì hãy chia sẻ cho mình dưới phần mô tả video nhé. Và bây giờ thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ cho channel Laptop AZ. Và cùng với mã giảm giá AZ300, chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người.